Bạn đang xem Người đưa tin TV. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 11, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội, đơn vị vừa xác minh, làm rõ và trao trả lại chiếc xe máy bị mất trộm cách đây 10 năm cho chủ nhân. Mới đây, đội cảnh sát giao thông đã trao trả xe máy nhãn hiệu Honda Future mang biển kiểm soát 30X1-8382 cho chị Kiều Thị Kim Hoa ở Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội, bị mất trộm từ 2010. Nói về quá trình tìm lại chiếc xe, Đại úy Phạm Văn Luyến, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 11 cho biết. Tức là vào tháng 7 năm 2020, thì tổ công tác I26 của Đội Giao thông số 11 làm nhiệm vụ tại chỗ Tô Hữu, Lê Thế Vinh, thì phát hiện một thanh niên thì có dấu hiệu nghi vấn, thì anh em mới dừng lại để kiểm tra. Thì trong quá trình kiểm tra thì thấy phát hiện sử dụng cồn, sau đo thì anh ở mức 2, từ 0,25 đến dưới 0,4 và không giấy phép xe, không đăng ký xe. Sau đấy tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm chính. Thì trong quá trình giữ xe xong quá ngày thời hạn để hẹn lên trên đội thì không thấy nam thanh niên quay lại. Thì sau đó đơn vị mới viết giấy mời cho nam thanh niên lên, cũng không thấy lên. Thì nghi ngờ xe này là có vấn đề, thì đơn vị tiến hành xác minh về biển số xe, xác minh về số khung số máy, thì phát hiện ra số máy không trùng khớp với cả số biển số xe. Thì tra cứu trực tiếp cái số khung số máy thì ra biển số mang tên là chị Kiều Thị Kim Hoa, quê ở Tây Trong, Hà Đông, tỉnh Hà Nội. Trong quá trình điều tra gặp nhiều vướng mắc do chủ nhân của chiếc xe khi bị mất không trình báo công an, nên đội cảnh sát giao thông số 11 phải cử cán bộ về tận địa phương xác minh. Khi nhận được thông báo từ đội cảnh sát giao thông số 11 về việc tìm thấy chiếc xe đã mất, chị Hoa vô cùng bất ngờ, vui mừng và xúc động. Xe của tôi mất cách đây 10 năm và hôm nay tôi rất vui mừng là đã được các đồng chí cảnh sát, đội cảnh sát giao thông số 11 của Bộ Công an thành phố Hà Nội đã thông báo cho tôi đến nhận lại chiếc xe là tài sản của chúng tôi đã mua từ lâu. Tôi không nghĩ là cái chiếc xe này đã mất lâu như vậy và vợ chồng tôi lại được các đồng chí công an không quản ngại khó khăn ngày đêm đã bảo vệ nhân dân và đã trao lại chiếc xe cho tôi. Không biết nói gì hơn, xin kính chúc các đồng chí cảnh sát giao thông sức khỏe dồi dào, công tác tốt và vận ái được như thành công hơn nữa ạ. Chị Hoa cũng đã gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và đội cảnh sát giao thông số 11 đã luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết bảo vệ tài sản cho nhân dân. Mỗi ngày có hàng loạt vụ mất tài sản xảy ra, do đó người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình, tránh kẻ gian lợi dụng, nhất là vào dịp năm hết Tết đến. Bên cạnh đó, Đại úy Phạm Văn Luyến cũng khuyến cáo. Là khi người dân khi mất cắp thì hãy đến cơ quan công an nơi sở tại mất cắp để trình báo. Đấy là căn cứ để chúng tôi sau này khi trả xe thì xác minh rất là dễ dàng. Chứ không một số trường hợp là không trình báo thì khi mà xác minh nó rất là vất vả. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.